Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị, mời quý vị cùng lắng nghe thông tin mới nhất về đánh giá công tác và tình hình truy vết dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày 11 tháng 9 năm 2021, theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Thưa quý vị, qua công tác truy vết ngày 11 tháng 9 năm 2021, phát hiện các ca F0 102 ca, cụ thể trạng bàn 48 ca, Tân Châu 19 ca, Dương Minh Châu 13 ca, Châu Thành 11 ca, thành phố Tây Ninh 6 ca, Gò Dầu 3 ca, Hòa Thành 1 ca, Bến Cầu 1 ca. 11 ca F1 cách ly ngày thứ 14 đang trong khu cách ly. Điều tra dịch tễ 91 ca, trong đó Trạng Bàn 39 ca, Tân Châu 18 ca, Dương Minh Châu 13 ca, Châu Thành 11 ca, thành phố Tây Ninh 6 ca, Gò Dầu 3 ca, Hòa Thành 1 ca. Nổi lên một số trường hợp như sau, tiếp xúc các trường hợp nhiễm COVID-19 là F1 tiếp xúc với F0, người bệnh, người điều trị bệnh từ Bệnh viện Lê Ngọc Tùng, tổng cộng 19 ca, trong đó 2 ca là người nuôi bệnh, 17 ca F1, gồm Dương Minh Châu 12 ca, Tân Châu 3 ca, Châu Thành 3 ca, thành phố Tây Ninh 1 ca. Các trường hợp còn lại chủ yếu là phát hiện trong khu vực phong tỏa, kế khu vực phong tỏa, điển hình như thì xã Đăng Bàng 39 ca. Trong đó, trong khu phong tỏa 18 ca tại các nhà trọ thuộc địa bàn phường An Tịnh, 9 ca trong 3 hộ gia đình gần khu phong tỏa khu phố Gia Quỳnh, phường Trảng Bàng. 5 ca có nguồn lây từ F0 trước đó, gồm phường Trảng Bàng 3 ca, An Hòa 1 ca, Gia Lộc 1 ca. Tân Châu 18 ca, trong đó 1 ca là người nuôi bệnh từ bệnh viện Lê Ngọc Tùng, 2 ca là F1 tiếp xúc với F0, địa chỉ ở Tân Hưng và Tân Thành. 2 ca trong khu phong tỏa người chăm, địa chỉ ở Tân Hội. 8 ca là F1 của F0 trước đó, địa chỉ ở Tân Phú. 5 ca chưa rõ nguồn lây, địa chỉ ở Tân Hội. Quyền Dương Minh Châu 13 ca, trong đó 12 ca là F1 tiếp xúc với F0 điều trị bệnh, nuôi bệnh từ bệnh viện Lê Ngọc Tùng. 1 ca là tài xế buôn bán trái cây từ Tiền Giang về. Châu Thành 11 ca, trong đó 3 ca là F1 tiếp xúc với F0, là người nuôi bệnh điều trị bệnh từ Bệnh viện Lê Ngọc Tùng, gồm Thái Bình 2 ca, Thanh Điền 1 ca, 8 ca đang xác định nguồn lây địa chỉ ở Hòa Thạnh. Thành phố Tây Ninh 6 ca, trong đó có 1 ca là người nuôi bệnh từ bệnh viện Lê Ngọc Tùng, 5 ca trong các khu vực phong tỏa liên quan đến F0. Các trường hợp nghi nhiễm 63 trường hợp, cụ thể Châu Thành 24 trường hợp, Tân Châu 20 trường hợp, Dương Minh Châu 10 trường hợp, thành phố Tây Ninh 4 trường hợp, Bến Cầu 1 trường hợp thì xã Đăng Bàn 4 trường hợp nổi lên một số trường hợp sau. Có 27 trường hợp có yếu tố dịch tễ từ các F0 là người nuôi bệnh, điều trị bệnh từ bệnh viện Lê Ngọc Tùng. Trong đó, Dương Minh Châu 11 trường hợp, Tân Châu 9 trường hợp, Châu Thành 4 trường hợp, thành phố Tây Ninh 3 trường hợp. Các trường hợp còn lại chủ yếu trong các khu vực phong tỏa, các F1 có liên quan đến F0 trước đó. Một trường hợp là công nhân của công ty bò sữa Long Khánh, Bến Cầu. Điển hình như Châu Thành 24 trường hợp, trong đó có 12 trường hợp liên quan đến F0 đi nuôi bệnh tại Bệnh viện Lê Ngọc Tùng, gồm Thanh Điện 11 trường hợp, Thái Bình 1 trường hợp, 12 trường hợp trong khu vực phong tỏa thị trấn. Tân Châu 20 trường hợp, trong đó 5 trường hợp tiếp xúc với 1 ca F0 là người nuôi bệnh từ Bệnh viện Lê Ngọc Tùng, địa chỉ ở Tân Hòa. 10 trường hợp người chăm trong khu vực phong tỏa Tân Hội, 5 trường hợp là F1 của F0 trước đó, trong đó Tân Phú 4 trường hợp, Tân Đông 1 trường hợp. Dương Minh Châu 10 trường hợp, ở ấp láng chà là là f1 trong gia đình các f0 là người nuôi bệnh điều trị bệnh từ bệnh viện lê ngọc tùng ổ dịch này đã có tổng cộng 40 ca nhiễm và nghi nhiễm thành phố tây ninh 4 trường hợp trong đó có 3 trường hợp có yếu tố liên quan đến f0 từ bệnh viện lê ngọc tùng gồm hai trường hợp nuôi bệnh một trường hợp là người thân địa chỉ ở phường 4, một trường hợp đang xác định nguồn lây các trường hợp nghi nhiễm chờ xét nghiệm khẳng định Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ngay khi có kết quả quý vị hãy đăng ký kênh tây ninh tv audio để cập nhật thông tin nhanh nhất thân mến chào tạm biệt